Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2019, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Động tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Dự buổi diễn tập có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo huyện đoàn Thiểm Nguyên, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể, Ban Chỉ huy quân sự, Công an, Lực lượng Dân quân, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn xã Hòa Động. Nội dung của diễn tập được chia làm hai phần, phần thực hành cơ chế và thực hành chiến đấu phòng thủ. Tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Hòa Động thực hiện diễn tập vận hành cơ chế với 4 hội nghị, gồm Ban Chỉ huy quân sự xã chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, hội nghị Đảng ủy xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Hội đồng Nhân dân xã tổ chức kỳ họp bất thường, quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển hoạt động xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, thông qua kế hoạch phòng không nhân dân. Hội nghị Ủy ban Nhân dân xã bàn biện pháp chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ và triển khai kế hoạch phòng không nhân dân. Với sự chuẩn bị tốt, chu đáo về mọi mặt, các vấn đề huấn luyện của cuộc diễn tập đã được xã Hòa Động thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, đảm bảo tốt về thời lượng cho từng nội dung diễn tập. Nội dung vận hành cơ chế đã thể hiện rõ nét cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, chỉ huy, điều hành, cơ quan quân sự, công an, các ban ngành đoàn thể làm tham mưu. Trong phần thực binh, Trung đội Dân quân Cơ động xã Hòa Động thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không vào địa bàn, tổ chức cứu thương và khắc phục hậu quả. Nội dung cách xử lý các tình huống đưa ra của phần thực binh được xây dựng và triển khai sát với tình hình thực tế của địa phương đã thể hiện rõ vai trò chủ trì và tham mưu của công an, sự phối hợp tham gia của lực lượng quân sự, dân quân và các ban ngành đoàn thể. Các lực lượng tham gia diễn tập đã hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đội hình nhanh chóng theo các phương án của ban chỉ đạo, khung tập và tổ đạo diễn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị. Kết thúc buổi diễn tập, ban chỉ đạo diễn tập huyện đã ghi nhận tinh thần, trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành và cấp ủy chính quyền xã Hòa Động đã tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019 đạt hiệu quả sát với tình hình thực tế tại địa phương. Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của quân sự, công an, các ban ngành đoàn thể, đồng thời bổ sung hoàn thiện các phương án kế hoạch chiến đấu phòng thủ, nâng cao khả năng hiệp đồng, phối hợp hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý nhanh, kịp thời có hiệu quả khi có các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đẩy mạnh các phong trào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Động đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập phòng thủ năm 2019. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Động đã khen thưởng cho 5 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.